Phát ngôn viên cảnh sát Scotland hôm 24 tháng 3 cho hay, họ nhận được tin báo về một vật đáng ngờ, cung điện Holyrood House tối ngày 23 tháng 3. Các chuyên gia phá bom đã được lập tức điều động tới để xem xét. Sau khi kiểm tra theo quy trình xử lý vật liệu nổ đáng ngờ, cối hàng được xác định an toàn. Đến sáng ngày 24 tháng 3, cảnh sát vẫn tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh cung điện, rà soát từng bãi cỏ và xe hơi ở bãi đậu xe. Cảnh sát bắt được một người đàn ông 39 tuổi vì nghi ngờ liên quan tới cối hàng nghi là bom đầy, nhưng không nêu chi tiết, nhấn mạnh cung điện đã an toàn và các nhà chức trách đang điều tra. Cung điện Holyrood House nằm ở cuối Royal Mile, gần Quốc hội Scotland. Dinh thự được xây từ những năm 1128, là một trong những điểm chính thu hút khách du lịch của thành phố. Nữ hoàng Elizabeth, 94 tuổi, nhiều tháng nay ở lâu đài Windsor, phía tây London vì đại dịch. Bà chỉ dành một số ngày nhất định trong năm tới ở Holyrood House để tham gia các sự kiện hoàng gia.